Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội. Xác định tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với đời sống người dân, những năm qua ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động truyền thông nhằm mục tiêu thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như thu hút người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội. Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Đây là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Đến năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 tiếp tục quy định rõ, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc, khẳng định mọi người dân đều có trách nhiệm phải tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định của luật, tham gia bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Với nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tham gia theo hộ gia đình, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Tất cả những người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh gần địa chỉ nơi đang sinh sống để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh tùy từng đối tượng. Thì trước đây thì mình không, nghĩa là không quay coi trọng nó lắm, thấy nó bình thường tại vì mình không hay đi khám, nhưng bây giờ đến khi mà con mình mà ốm đau ấy, thì tôi lại cảm thấy rất là quan trọng. Tại vì là có bảo hiểm thì mình lại hay đi viện nhiều hơn, chứ không kia là phải lo lắng là chuẩn bị đi viện là lại phải chuẩn bị tiền. Sau hơn 10 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế, đến nay tỉnh Yên Bái có hơn 800.000 người tham gia bảo hiểm, chiếm trên 97% dân số. Mỗi năm hàng triệu lượt người được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi đi khám chữa bệnh. Có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được chi trả hàng trăm triệu đồng. Có thể thấy chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi của người dân cho dịch vụ y tế. Đối với tôi thì cái thẻ bảo hiểm y tế này rất là, tôi cảm giác như bù hộ mệnh. Thực ra không ai mong muốn mình ốm đau để đi viện cả. Nhưng mà khi mà mình mắc đến những cái bệnh mà như con tôi chẳng hạn, như là rất là tốn tiền mà không bảo hiểm thì cái chi phí của mình bỏ ra rất là nhiều. Mà thực ra mình là nông thôn, mình không có tiền nhiều đến như thế. Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nơi đang điều trị cho gần 80 bệnh nhi mắc các bệnh về máu, chủ yếu là bệnh thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Với những bệnh nhi mắc căn bệnh này, mỗi tháng các em phải đến viện từ 1 đến 3 lần để truyền máu và dùng thuốc thải sắt. Gia cảnh khó khăn, hai con lại thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Đối với chị Phùng Thị Hiền, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, dù nỗi lo về sức khỏe của các con luôn đè nặng trong tâm trí, nhưng điều chị cảm thấy may mắn là các con có thẻ bảo hiểm y tế, nên mọi chi phí điều trị đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Nhờ vậy, chị có thể yên tâm chăm sóc con, các bé được điều trị kịp thời nên sức khỏe cũng ổn định hơn. Một tháng thì chị phải mất một người để cháu đi viện rồi. Với lại chỉ được một người là bố á, là cũng chỉ đi làm thuê lên quanh với lại làm ruộng ở nhà để đưa các cháu đi thôi. Nên là rất khó khăn khi mà con bị bệnh ấy, chúng tôi chỉ thấy ở gần đây là chúng tôi rất thích. Vì ở gần là không phải thích vì thứ nhất là thuận tiện cho đi lại, thứ hai là kinh tế cho gia đình chúng tôi là nó đỡ đi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hiện điều trị cho khoảng hơn 600 trường hợp mắc các bệnh về máu. Hầu hết các trường hợp phải điều trị lâu dài, chi phí điều trị tốn kém nên họ đều tham gia bảo hiểm y tế và được hưởng chính sách ưu đãi của chính sách này. Với họ, bảo hiểm y tế còn là cứu cánh, mang lại cơ hội sống cho người bệnh, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Mỗi tháng ít nhất một lần con mình phải xuống viện để điều trị. Mấy năm nay nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình cũng không thể đưa con đi điều trị được. Đến đây, được bác sĩ tận tình chữa trị, sức khỏe của con cũng tốt hơn trước. Hai bàn tay trắng này. Nhiều năm tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình, đến năm 2020, anh Vũ Văn Thái ở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên mới dùng đến tấm thẻ trong đợt phẫu thuật viêm ruột thừa tại trung tâm y tế huyện. Khác với nhiều người, sau một thời gian tham gia bảo hiểm, họ thường có tâm lý cảm thấy không cần thiết khi không sử dụng đến tấm thẻ. Gia đình anh Thái, chị Hiểu lại kiên cường đóng tiền để gia hạn thẻ mỗi năm. Bởi quan điểm mua thẻ để phòng khi ốm đau đột xuất, do vậy không những tham gia cho bản thân gia đình anh Thái, chị Hiểu còn vận động người thân cùng mua thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng chính sách ưu đãi khi phải điều trị tại các cơ sở y tế. Càng nghèo thì càng nên là phải mua bảo hiểm, tại vì là khi mà đi bệnh viện ấy
Ôi dồi ôi, người mà không có tiền đi thì thôi rồi, khổ cực kỳ luôn. Mẹ đẻ tôi năm nay là hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà năm nào tôi cũng mua bảo hiểm, không năm nào tôi không mua cả, em cậu cũng thế. Chưa có vợ đâu nhưng tôi vẫn mua, con cái là mua hết. Từ những trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi mà tấm thẻ bảo hiểm y tế mang lại, có thể thấy hiện nay đa số người dân đã chủ động hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Có được những kết quả đó là hành trình hơn 10 năm, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc triển khai chỉ thị số 38 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương khóa 10 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, nghị quyết số 21 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với từng nhóm đối tượng, góp phần tạo chuyển biến nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức lao động và đông đảo nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị xã hội, thu hút được các tầng lớp nhân dân, người lao động tự nguyện, tự giác tham gia bảo hiểm y tế, từng bước đưa tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày một cao. Nếu như năm 2013, toàn tỉnh mới có khoảng gần 640.000 người tham gia bảo hiểm y tế, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 800.000 người. Bên cạnh việc phối hợp với các ngành chức năng liên quan, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế, trong đó phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện tỉnh, ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, kiểm tra rà soát các điểm thu, đại lý thu, mở rộng các điểm thu, đại lý thu, nhất là ở những xã có tiềm năng về người tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho từng đại lý thu để có sự cạnh tranh trong hoạt động. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó có hơn 270 điểm thu và trên 300 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Đại lý thì ở đây rất nhiều hệ thống đại lý bưu điện, đại lý xã phường, trung tâm y tế, liên minh hợp tác xã, Viettel Pay, thế và trung tâm xúc tiến việc làm của tỉnh. Đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình thì hiện nay chúng tôi triển khai cái mạng lưới các hệ thống đại lý. Thế và qua làm rất nhiều năm thì nhân dân bà con là cũng đã hiểu rất rõ về cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cái lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Từ chỗ đó thì là cái công tác triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình là gặp khá là thuận lợi. Với gần 3% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, chủ yếu nằm trong nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Để đạt mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được hưởng các chính sách ưu đãi khi điều trị tại các cơ sở y tế, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, đặc biệt thông tin để mọi người dân được biết về chính sách giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, tức là chỉ người đầu tiên tham gia mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người dân được hưởng đóng bảo hiểm y tế 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần cho số tiền tham gia bảo hiểm y tế hàng năm. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm còn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tích cực cải cách hành chính, giảm thời gian làm thủ tục để người dân được khám chữa bệnh một cách nhanh và chất lượng nhất. Thưa quý vị và các bạn, học sinh sinh viên là nhóm chiếm tỷ lệ cao trong các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Đặc điểm của đối tượng này là không chủ động được về mặt tài chính, song lại rất hiếu động, dễ xảy ra thương tích, thường xuyên phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế. Bởi vậy, để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe kịp thời cho học sinh sinh viên, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái luôn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014, đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên được xác định theo tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở. Cụ thể, học sinh, sinh viên đóng với mức đóng là 4,5% mức lương cơ sở, tương đương với 67.050 đồng trên một tháng. Trong đó, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, nên số tiền thực tế mà học sinh sinh viên phải đóng hàng tháng là 46.935 đồng, tương đương với 563.220 đồng trên một năm. Ngoài những đối tượng được hỗ trợ mức đóng theo ngân sách nhà nước, thì đối với những đối tượng như học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, gia đình chính sách được cấp phát thẻ miễn phí hoặc giảm mức đóng tùy theo từng nhóm đối tượng. Điều này vừa thể hiện tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo cho học sinh, sinh viên đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất. Tôi thấy là bảo hiểm y tế là cái hoạt động rất là tốt.
bởi vì nó mình có thể hiểu nó như là lá lành đùm lá rách. Để các em không ai mong là mua bảo hiểm để nhận, nhưng mà đây là cái hình thức là nó xã hội. Nằm ở trung tâm của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nhưng trường tiểu học Sơn Thịnh cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đối tượng bảo hiểm y tế học sinh. Mặc dù hơn 50% học sinh dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhưng nhà trường vẫn còn khoảng hơn 400 học sinh thuộc diện phải mua thẻ. Hầu hết, nhóm đối tượng này là con em của những gia đình là lao động tự do, chưa hiểu hết về tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế nên chưa chủ động trong việc mua thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp mới và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chúng tôi đã thu theo cái định mức của học sinh sinh viên, thu 70%. Và ở đây thì phụ huynh ngoài cái số là 507 em là người dân tộc được cấp bảo hiểm thì các em cũng tham gia khá đầy đủ. Thì chúng tôi năm nay lại tiếp tục vận động trong cuộc họp phụ huynh cũng như là cái công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp để phụ huynh học sinh là tham gia tiến tới là đạt 100%. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi việc phát triển bảo hiểm y tế học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh, từ đó tăng tỷ lệ học sinh tham gia. Một trong những điều quan trọng là nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, gia đình học sinh về các thủ tục để các em thuận lợi trong quá trình điều trị và được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình. Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, em Lò Thị Bảo Yến, lớp 2E trường tiểu học Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, thường xuyên phải điều trị tại các cơ sở y tế. Không được hưởng bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ, bố làm nghề lao động tự do, thường xuyên phải vắng nhà nên Bảo Yến thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Hàng tháng em đều phải đến bệnh viện để điều trị và lấy thuốc. 4 năm thì được về nước cho đi phẫu thuật chỉnh hình. Từ lúc về thì cháu đi được, tạm đi được, vừa đi vừa ngã. Trong làng thì được thẻ bảo hiểm dân tộc thì đưa cháu đi khám thì cũng đỡ nhiều phần. Để góp phần tăng tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, các trường học trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để các bậc phụ huynh và các em học sinh thấy được quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế. Thông qua những buổi họp phụ huynh, ngay từ những ngày đầu năm học, nhà trường đã giải thích cặn kẽ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh đến với mọi người, đồng thời thông tin về mức đóng, cách thu, thời gian thu, thời hạn thẻ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Với cách tuyên truyền vận động linh hoạt, dễ hiểu, nhiều trường học đã thu hút được học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Cứ mỗi một đầu năm học thì trong cái buổi họp phụ huynh đầu năm thì cùng với triển khai bảo hiểm thân thể thì bảo hiểm y tế chính là một cái nội dung mà nhà trường đưa ra để thông báo đến các bậc phụ huynh, và đây là một cái nội dung mà có thể nói là bắt buộc để các bậc phụ huynh nắm bắt, đồng thời là đăng ký nộp tiền tham gia bảo hiểm cho con em. Thế và đến thời điểm hiện tại thì đã có 417 học sinh trên 531 học sinh tham gia bảo hiểm. Thì đấy chính là một con số mà có thể nói là cái số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường rất là lớn. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được chi trả các mức 80%, 95%, 100% tùy theo từng mã thẻ, phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và được hưởng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, vật tư y tế theo danh mục điều kiện, tỷ lệ quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cũng như những nhóm đối tượng khác, học sinh sinh viên được miễn đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên, khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở và đi khám chữa bệnh đúng quy định. Ngoài ra, ngay khi bắt đầu tham gia, học sinh sinh viên còn được hưởng các quyền lợi thông qua công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nhà trường như sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích hoặc các bệnh thông thường trong thời gian học tập. Khi được bảo hiểm y tế, ngoài việc đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện thì ở trường khi bọn em bị chảy máu hoặc là bị xây sức bề ngoài thì bọn em cũng được các thầy cô và các cán bộ y tế sơ cứu cho bản thân. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 150.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chiếm hơn 97% tổng số học sinh sinh viên. Chỉ còn gần 3% số học sinh còn lại chưa tham gia. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đang trực tiếp đến tận những trường chưa đạt để tuyên truyền vận động. Đây là giải pháp thiết thực để tỉnh Yên Bái sớm đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.